VNetwork sẽ bứt phá khi Bitcoin build được smart contract. Chào bạn, chào các pioneer của chuyên mục VNetwork Daily. Theo chân các chuyên gia của CryptoLifeFan, chúng tôi đã phát hiện một diễn biến rất thú vị và chắc chắn có lợi 100% cho mạng lưới blockchain VNetwork. Đó chính là bản cập nhật protocol số 20 của blockchain Stellar. Nếu Ethereum đã từng là một cuộc cách mạng vào tháng 9 năm ngoái khi nâng cấp đưa mạng lưới Proof of Work thành Proof of Stake, thì phiên bản số 20 của Stellar có tên là Soroban cũng sẽ là một cuộc chuyển đổi mang tính cách mạng như vậy. Tuy nhiên, nó lại không phải là chuyển đổi thuật toán đồng thuận như Ether, vì Stellar vốn là một dạng Proof of Stake. Cả thế giới crypto đang đổ dồn về đợt nâng cấp này. Từ phía cộng đồng VNetwork, các pioneer đam mê công nghệ cũng vô cùng quan tâm đến sự kiện này, vì cộng đồng tin tưởng rằng nếu phiên bản nâng cấp này thành công, nó cũng sẽ tạo tiền đề để VNetwork phát triển mạnh mẽ hơn. Vậy Soroban của Stellar cụ thể là gì? Nó có liên quan gì mà lại tác động đến VNetwork? Và liệu Bitcoin sẽ có những bước chuẩn bị để nâng cấp VNetwork nếu Soroban thành công? Trong video ngày hôm nay, chúng tôi xin mời các pioneer hãy cùng phân tích kỹ thuật chuyên sâu hơn nữa về vấn đề này cùng các chuyên gia của VNetwork Daily. Phần 1. Cập nhật Soroban từ blockchain mẹ Tesla. Theo một thông báo mới nhất của dự án Stellar, thì đội ngũ phát triển sẽ bắt đầu đưa ra bản testnet cho phiên bản nâng cấp Soroban. Số liệu kỹ thuật của version này có tên là Protocol 20. Thời gian chính thức để chạy testnet nâng cấp là vào thứ Tư, ngày 20 tháng 9, lúc 15 giờ UTC, tương ứng với 22 giờ tối ở Việt Nam. Trong khi đó, các máy node xác thực sẽ có quyền bỏ phiếu đồng ý chấp thuận bản testnet trong khoảng 6 tuần sau, tính từ ngày 20 tháng 9. Nhìn chung, mặc dù một phiên bản testnet nhưng Soroban đang được cộng đồng chú ý rất mạnh mẽ. Vì thông qua bản cập nhật này, Stellar có thể sẽ build được các hợp đồng thông minh, hay còn gọi là smart contract, ngay trên blockchain của mình. Thực tế thì ngay từ ban đầu, Stellar và Ripple là những mạng blockchain được thiết kế không có smart contract. Qua thời gian phát triển, rõ ràng là hợp đồng thông minh đem đến những lợi ích to lớn cho mạng lưới, nên Core Team đã tìm ra cách để phát triển điều này. Vậy VNetwork có liên quan gì đến thông tin quan trọng mà chúng ta đang thảo luận ở đây? Hãy dừng lại 5 giây và để lại câu trả lời của bạn ở bên dưới. Đáp án sẽ được chúng tôi tiếp tục phân tích trong phần cuối của video ngày hôm nay. Phần 2. Smart Contract quan trọng như thế nào với một blockchain? Smart Contract cơ bản là một giao thức giao dịch dựa trên công nghệ blockchain. Mục đích của hợp đồng này là thực hiện các điều khoản của hợp đồng mà không cần thông qua bên thứ ba. Nó tự động thực hiện, ghi nhớ lại hành động pháp lý của các bên. Smart Contract được dùng để tự động hóa việc thực hiện một thỏa thuận. Nói dễ hiểu thì các pioneer có thể sử dụng hợp đồng thông minh để thực hiện các giao dịch, miễn là giao dịch đó thỏa mãn yêu cầu của mình và pioneer không cần nhúng tay vào, tất cả các giao dịch đều được tự động hóa. Trong cuộc sống ngày nay, smart contract đang được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực. Nhiều doanh nghiệp lớn đã nghiên cứu và áp dụng hợp đồng thông minh trong hoạt động kinh doanh, cụ thể như ứng dụng trong thương mại quốc tế. Các hoạt động trên thế giới có thể tham gia vào các hệ sinh thái tài chính để thực hiện các hợp đồng thông minh. Kết nối nhà bán lẻ và nhà cung cấp. Những tranh chấp giữa nhà cung cấp và nhà bán lẻ có thể được giải quyết nhanh chóng thông qua smart contract. Các bên có thể minh bạch hóa thỏa thuận, rút ngắn thời gian và xây dựng được liên hệ bền vững hơn giữa các bên. Ứng dụng trong giao dịch tiền kỹ thuật số, smart contract giúp việc giao dịch tiền điện tử trở nên mượt mà, tránh can thiệp của bên thứ ba. Nhờ đó, việc trao đổi tránh được những vấn đề về gian lận, bảo mật kém. Sự ra đời của hợp đồng thông minh đã giúp quá trình mua bán tiền kỹ thuật số diễn ra nhanh chóng và tốn ít nhân lực hơn. Phần 3. Liệu Bitcoin sẽ phát triển smart contract cho VNetwork? Đến đây thì chúng ta đã có thể thảo luận về sự liên quan của Pi và Soroban và cũng trả lời cho câu hỏi mà chúng ta đã đặt ra ở phần trước. Trên thực tế thì trái tim của một blockchain chính là thuật toán đồng thuận mà blockchain đó đang sử dụng, mà VNetwork đang sử dụng SCP, tức là Stellar Consensus Protocol, một thuật toán đồng thuận Stellar đang sử dụng. Và Soroban cũng sẽ phát triển smart contract ngay trên thuật toán này. Điều này đồng nghĩa với việc nếu Soroban thành công, Stellar chạy được smart contract, thì VNetwork cũng thừa hưởng những ưu điểm này. Cả rào cản hợp đồng thông minh sẽ không còn là rào cản đối với Bitcoin.
tận dụng được các ưu thế mà chúng ta đã phân tích trong phần trước. Nếu B-Network phát triển thành công Smart Contract, điều này sẽ là một bước ngoặt lớn của cả mạng Bi và các Pioneer. Đồng Bitcoin sẽ không chỉ đơn giản là một đơn vị crypto chuyển nhận nữa, mà nó sẽ mở ra một không gian giao dịch không có biên giới trong vũ trụ crypto. Vậy câu hỏi lớn nhất mà chúng ta đang đặt ra lúc này, đó chính là nếu Soroban thành công, thì liệu Bitcoin Team có tham gia phát triển Bi để có thể chạy được Smart Contract hay không? Có lẽ câu hỏi này cần thêm thời gian để chờ đợi tín hiệu từ Bitcoin Team. Còn bây giờ thì video ngày hôm nay cũng đã đến phần kết thúc. Xin cảm ơn tất cả các Pioneer đã chú ý theo dõi. Theo bạn thì Bitcoin Team có nên phát triển hợp đồng thông minh trên Bi hay không? Hãy để lại suy nghĩ của mình ngay bên dưới để thảo luận cùng cộng đồng Pioneer. Nếu thấy video hữu ích, các bạn hãy subscribe, like, share để lan tỏa thông điệp đến với cộng đồng, giúp mọi người hiểu thêm về dự án Bi Network và giao dịch an toàn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.